Thưa quý vị và các bạn, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng đang được Ban chỉ đạo thành phố tích cực triển khai. Cùng với các cấp, các ngành, các lực lượng trong khung tập khẩn trương hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, thì có một lực lượng khá đặc biệt tham gia, đó là ekip làm phim của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi công việc của ekip trong cuộc diễn tập này và phóng sự thực hiện nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Chuẩn bị máy. Trao đổi với chỉ huy sư đoàn 315 quân khu 5 về những cảnh quay. Phân vai, phân cảnh cho phóng viên. Công tác chuẩn bị trước khi bước vào tác nghiệp của ekip làm phim phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng như thường lệ, nhưng hôm nay rất khác biệt. Các tình huống trong vấn đề huấn luyện, thực hiện lệnh giới nghiêm, thiết quân luật do sư đoàn 315 quân khu 5 đảm nhiệm đều được ghi hình, ghi âm hiện trường toàn bộ theo yêu cầu của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng. Các nội dung diễn ra theo trình tự, ekip làm phim phải bám sát mọi hoạt động của lực lượng thực hành trong tình huống này. Người bắt cảnh toàn, người bám cận cảnh, ghi âm lời thoại. Mỗi phóng viên, một nhiệm vụ, sao cho mỗi khung hình, mỗi tình huống được thể hiện sinh động nhất, phản ánh trung thực nhất trong điều kiện như thế này. Thì khi quay flycam ban đêm thì cố gắng là chiều mình tới mình xem địa điểm để mình quay thử là cây cỏ vướng hay không, trụ điện vướng hay không, để khi đêm lại thì mình quay rõ, hiệu quả và sinh động nhất. Với 4 vấn đề huấn luyện được Ban chỉ đạo đưa ra trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ Đà Nẵng năm 2021, trong đó nhiều tình huống được luyện tập, quay phim trước để trình chiếu trong thực hành diễn tập. Ekip làm phim do nhà báo Lê Quang Nuôi, Phó trưởng phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng cùng các phóng viên phụ trách. Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo, tất cả các vấn đề huấn luyện trong diễn tập đều được ghi hình lại toàn bộ. Nhiều tình huống diễn ra trong đêm, có tình huống phải thực hành trên biển, dù đêm hay ngày, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, anh em phóng viên đều bám sát hiện trường, hành động của các lực lượng, các khung tập, phản ánh đúng trình tự các vấn đề huấn luyện. Mỗi cảnh quay, mỗi góc quay, từng khung hình, anh em đều đặt vào đó cả tâm huyết và trách nhiệm. Thì đây cũng là một lần đầu tiên đối với tôi để được phục vụ và tác nghiệp, diễn tập đòi hỏi và mọi thứ đều phải suy suốt kịp thời và để đáp ứng được cái nhu cầu. Và chúng tôi rất tự hào khi phục vụ cho cuộc diễn tập được diễn ra tốt đẹp. Tình huống theo kịch bản nhiều, công việc hoàn toàn mới lạ, dung lượng lưu trữ lớn, yêu cầu bảo mật cao, trong khi lực lượng tham gia mỏng, thời gian gấp rút. Vì thế, công việc hàng ngày của ekip làm phim diễn tập trong thời gian này khá tất bật. Bộn bề công việc, ngoài thời gian ghi hình, công đoạn hậu kỳ, các anh em phải tranh thủ ngoài giờ. Tuy tất bật, hối hả, nhưng trước nhiệm vụ và sự kiện chính trị quan trọng này, mỗi thước phim anh em đều đặt vào đó bằng cả sự quyết tâm, trách nhiệm và vinh dự phục vụ thành công cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng. Sản phẩm từ cuộc diễn tập này còn là tư liệu cho các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố, địa bàn miền Trung Tây Nguyên trong thời gian tới.